nó qua bên nhà mình nó lấy cờ xong nó đem về nhà nó. Rồi. Mẹ nó cờ rồi. Ai à. Đau quá. Đau quá. Thế anh thua anh em ạ. À. Bên này thất bại rồi. Còn bao nhiêu thằng mạnh nó chưa vào nó giữ cái này ấy. Kìa, nhìn nó kìa.